Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em test cái bộ mạch tăng sáng này và cái cách tải app cũng như là kết nối cái bộ mạch tăng sáng này với app của smartphone để chúng ta có thể chỉnh thông số ở trên cái bộ đầu đèn của chúng ta. Thì khi cái bộ đèn của chúng ta về nó vẫn còn zin như thế này thì chúng ta nên khui hộp và cắm jack test trước đi, xem nó sẽ là như thế nào. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm này để mình khui hộp, sau đó là mình test cho anh em coi. Ở clip trước thì mình đã review khui hộp và cũng hướng dẫn anh em cái cách gắn trực tiếp lên như cái bộ pha đèn zin ở trên xe của chúng ta rồi. Thì clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà kết nối giữa cái bộ mạch tăng sáng này và cái app ở trên điện thoại của chúng ta. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành gắn lên trên cái xe này. Sau khi khui hộp ra thì chúng ta sẽ có được những cái bộ mạch như thế này. Đây là bo mạch nguồn có kết nối Bluetooth 4.0 giao tiếp với lại smartphone. Và đây là cái mạch của chúng ta, mạch cốt và mạch pha. Và đây sẽ là những cái đầu dây cắm jack như zin. Rồi thì bây giờ là mình sẽ khui cái đầu đèn này ra đã. Để khui cái đầu đèn này ra thì chúng ta sẽ lôi nó ra như thế này. Đây là mình đã tháo hết các ốc rồi. Ở cái phần rắc ở đây thì chúng ta sẽ bấm cái rắc xuống và chúng ta sẽ lôi cái phần đèn này ra. Đó, cực kỳ đơn giản. Thì khi chúng ta bắt đầu đi vào tiến hành setup và kết nối với smartphone thì chúng ta sẽ làm những cái công việc như sau. Thì ở đây là mình có cái phần bo mạch nguồn, ở đây nó sẽ có một cái phần rắc nhỏ. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần rắc này, thì tí nữa chúng ta kết nối nó vào cái phần rắc ở trên xe. Rồi thì bây giờ là mình sẽ kết nối vào. Ở đây thì chúng ta sẽ để ý là nó sẽ có cái chấu ở đây, chúng ta sẽ cắm vào. Đó, như này là xong rồi. Và ở phần rắc to ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đầu mà có cái đầu dây trắng gấp lại ở đây này, thì chúng ta cũng sẽ kết nối vào, hoàn toàn là cắm jack. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái đầu mà có hai cái quạt này. Thì clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em cái cách lắp rồi. Thì ở đây nó sẽ có một cái jack to và một cái jack nhỏ. Đó. Thì như thế thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Ở đây nó sẽ có jack nhỏ và jack to. Thì chúng ta sẽ cắm nó vào. Rồi. Và bây giờ là mình sẽ cắm cái phần jack to vào cái phần mạch ở đây. Cắm ngược lại. Như vậy là xong rồi. Cái phần kết nối cực kỳ là đơn giản. Rồi thì mình sẽ để lên đây. Và bây giờ là mình sẽ cắm cái phần jack này vào cái phần dây jack ở trên đầu đèn của chúng ta. Cách cắm thì hoàn toàn như zin. Đó, như vậy là xong rồi. Và bây giờ là mình sẽ để ở đây. Và chia sẻ với anh em, ở đây là mình đang sử dụng một cái bản Pro bảo hành bằng điện thoại. Thì để kích hoạt cái bộ này sử dụng được thì chúng ta bắt buộc phải kích hoạt bằng điện thoại anh em nhé. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách kích hoạt bằng điện thoại. Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái điện thoại smartphone như này. Thì ở đây là mình sẽ dùng iPhone. Thì iPhone thì anh em sẽ sử dụng bằng cái kho App Store. Còn nếu như anh em dùng Android thì chúng ta hãy vào cửa hàng CH Play. Rồi thì anh em chỉ cần gõ cho mình chữ cú đêm. Đó, ở đây là nó đã ra chữ cú đêm rồi. Mình kích vào chữ cú đêm. Đó thì anh em thì đấy, ở đây nó sẽ có cái biểu tượng của cú đêm này, có cái hình xe mô tô và có vạch xanh đỏ tím vàng đó. Thì chúng ta sẽ bấm tải về. Cái này tải cực kỳ là nhanh. Đó. Chỉ 3 lần là xong. Đó, như vậy là xong rồi. Và bây giờ là để kết nối cái điện thoại của bạn vào cái bộ mạch này thì chúng ta sẽ phải bật Bluetooth lên. Đó, thì ở đây là mình bật sẵn Bluetooth rồi. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ vào cái giao diện này. Thì trước khi vào cái giao diện của bộ mạch cú đêm ở đây, cái app cú đêm ở đây, thì bây giờ là mình sẽ khởi động cái bộ nguồn của cái xe của mình lên đã. Và mình sẽ bật nguồn và bật công tắc nguồn cho anh em coi. Đó, mình đã bật nguồn rồi. Và bây giờ là mình sẽ bật công tắc nguồn, là công tắc đèn pha. Bây giờ là mình bật công tắc đèn pha là cái bộ này nó vẫn chưa sáng đâu anh em nhé. Rồi thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách tiếp theo.
Và bây giờ là chúng ta sẽ kích vào cái mục cú đêm ở đây, thì nó sẽ ra một cái tìm thiết bị ở đây. Thì nó tìm được thiết bị ở đây rồi, của mình hiện giờ là đang hiện chữ SH9100015 ở đây. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ kích thẳng vào cái hình cái xe máy ở đây. Ở đây thì họ sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu, thì chúng ta sẽ nhập 4 ký tự. 1, 2, 3, 4 và xong. Đó, để kích hoạt bảo hành thì chúng ta sẽ có thể là lập nhập số điện thoại của các bạn vào, hoặc là biển số xe của các bạn vào. Thì cái phần này thì là đại lý họ sẽ làm, hoặc là chúng ta có thể là kích hoạt bằng tay. Sau khi là mình đã nhập những cái thông tin cần thiết, ví dụ ở đây là mình sẽ nhập số điện thoại của mình, biển cái số của cái chiếc xe này và tên đại lý lắp cho cái xe này, những cái bộ mạch trắng sáng này. Và bây giờ là chúng ta sẽ bấm vào kích hoạt. Đó, thì anh em đã thấy là cái mạch nó sáng luôn rồi đúng không ạ? Nó khác tự động nó sáng luôn. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái phần công suất. Ở đây nó sẽ là mạch pha và mạch cốt. Thì hiện tại là cái mạch pha của mình đang là 36W, mạch cốt đang để là 35W, thì chúng ta có thể là để thành 36 được. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là chỉnh độ sáng của pha hoặc độ sáng của cốt theo cái sở thích của mình. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em coi đây là toàn bộ cái độ sáng của mạch pha lẫn mạch cốt. Thì bây giờ là mình sẽ có thể là giảm cái phạch cốt xuống. Đó, thì anh em đã thấy nó tối hơn rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ là mình sẽ giảm cả pha luôn này. Đó, anh em thì thấy nó đỡ chói mắt rồi đúng không ạ? Rồi mình sẽ giảm hết cỡ luôn. Giảm hết cỡ là nó về còn có 10W thôi anh em nhé. Đó, thì anh em đã thấy là nó tối hơn rồi đúng không ạ? Và bây giờ là mình có thể là cho phần cốt nó sáng lên này, 23W. Đó, ở đây là mạch cốt, ở đây là mạch pha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đưa cốt nó về tối, và mình sẽ cho pha, pha là ở bên này. Mình sẽ cho pha sáng mắt luôn cho anh em coi. Đó, đây là mình đang để 34W. Và bây giờ là mình sẽ để cốt. Cốt là cái mạch này anh em nhé. Thì cốt thì mình sẽ cho nó sáng sáng lên. Đó, 35W, cực kỳ là sáng. Rồi thì bây giờ là mình sẽ để cho nó tối đi để anh em tiện theo dõi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật chế độ cốt, để cái phần bên mặt xanh này nó sẽ không bị sáng chóa bởi cái phần pha. Thì đây là chế độ đế mi. Đó, ở cái mục xanh này nó sẽ là chế độ đế mi anh em nhé. Thì đây nó đang bị lóa bởi cái phần đây, thì mình sẽ che vào. Thì ở phần chế độ đế mi thì anh em có thể là đổi được. Ví dụ là anh em thích đế mi pha là màu đỏ, đó, thì anh em có thể đổi màu đỏ, đế mi cốt màu đỏ. Đó, thì nó sẽ ra màu đỏ luôn cho anh em. Màu xanh, đó, màu vàng. Rồi thì ở đây là chúng ta sẽ có các cái hiệu ứng đế mi. Ở đây đang giờ rừng này, dặn sáng theo màu, sáng dần dần đổi màu, đổi liên tục. Đó, chế độ đổi liên tục ở đây. Sáng so le thì nó sẽ chớp dạng như kiểu cái xe cảnh sát ấy. So le đổi màu. Đó, như anh em thì thấy ở cái mạch này nó sẽ kết nối với lại những cái thiết bị ngoại vi như là smartphone của chúng ta. Đó, cái cách kết nối cực kỳ đơn giản. Ở cái bộ mạch này thì chúng ta sẽ kích hoạt chế độ bảo hành nó luôn. Khi mà chúng ta phải kích hoạt chế độ bảo hành thì nó mới cho chúng ta sử dụng nhá. Đó, thì khi anh em đặt hàng mới về thì anh em nên gắn vào xe test như thế này. Thấy bộ mạch của nó đã hoạt động bình thường ngon lành rồi thì lúc đó chúng ta mới lắp vào pha. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha. Đó, bật chế độ pha. Cốt, pha, cốt. Đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy là cái độ thay đổi ánh sáng luôn ở trên cái phần công tắc pha cốt. Thì hiện tại là đang hơi chói mắt thì mình sẽ phải che này đi. Đó, chúng ta có thể là bật công tắc pha cốt nhanh như này. Đó, thì anh em thấy là đã tối hơn rồi đúng không ạ? Đây là tối hơn rồi. Bây giờ mình sẽ nâng nó sáng lên này. Đó, anh em thì thấy nó sáng hơn nhiều rồi đúng không ạ? Mình không sờ vào điện thoại nhé. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nó tối đi. Chỉ cần là dập công tắc pha cốt ở đây, tắt bật pha cốt thì là nó khác tự tối. Đó, thì anh em thì thấy là đã tối hơn rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ là mình muốn nó sáng lên này. Đó, nó đã sáng lên rồi. Thì cái này nó có một cái chế độ này rất là hay. Ví dụ như anh em đi ở đường ngoại ô nó tối thì anh em sẽ cho nó sáng. Còn khi anh em vào đường thành phố, nội đô ấy,
thì chúng ta sợ chói mắt những người ngược chiều ấy, thì chúng ta chỉ cần nháy file code như thế này thì nó sẽ tự động nó giảm xuống, và nó giảm xuống ở cái chế độ bao nhiêu W thì hoàn toàn là do cài đặt của anh em. Ví dụ ở đây là mình đang để là cùng là 17, pha 17, code 17 đó, 17W, 17 này là 17W. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật mắc lên cho anh em coi. Đó, đây là 72W ở hai chế độ, pha lẫn code là 72W, code 36, pha 36. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nó xuống còn khoảng 17W. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần đèn đã tối lên rồi đúng không ạ? Rồi, như vậy là xong. Đó, thì khi anh em tắt cái công tắc pha, công tắc chính đi, thì cái chế độ đề mi này nó vẫn cứ hoạt động bình thường. Rồi thì ở đây là mình sẽ cho nó sang màu đỏ, thì anh em sẽ bấm vào cái vạch màu đỏ này, thì ở trên cái mạch đề mi của chúng ta nó sẽ có màu đỏ. Muốn chế độ pha màu đỏ nữa thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Thì lúc này ở trên cái bộ mạch này nó sẽ có 6 cái chip LED đa sắc RGB, thì nó sẽ hiển thị được đủ các loại màu. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy là nó hiển thị đủ các loại màu thì nó sẽ là như thế nào. Đó, nó sẽ đủ các loại màu, lúc xanh, lúc đỏ, lúc hồng, rồi là lam, nói chung là đủ các màu. Đó, nếu như anh em ưng cái bộ này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình nhé. Thì bên mình sẽ ship tận nơi, thì anh em có thể về tự gắn vào xe. Thì những clip trước thì mình đã chia sẻ hướng dẫn anh em cái cách mà bung cái pha xe này rồi, và anh em có thể tự lắp vào. Đây là chiếc Honda SH150 phiên bản 2017 cho đến 2019, nó sẽ là sử dụng mạch LED. Thì sắp tới là bên mình sẽ có cái bộ mạch của những con SH đời 2020, hoặc là những cái con Winner này, Winner V1, hoặc là Winner X, hoặc là EX size 150. Đó, đèn LED thì các bạn có thể là lắp những cái bộ như thế này vào, thì các bạn lắp như zin. Thì cái lợi ích của cái việc lắp như zin tăng sáng này là gì? Là khi anh em đi ra ngoài phố gặp cảnh sát giao thông, anh em không sợ người ta giữ mình lại vì cái tội là độ chế đèn. Vì cái này thì khi chúng ta lắp vào hoàn toàn như zin, những cái rắc này anh em cắm hoàn toàn như zin, không ảnh hưởng gì đến thiết kế ở trên xe của các bạn, không thay đổi cấu trúc bộ pha đèn. Đó, nó chỉ nâng cái ánh sáng lên thôi, và ánh sáng này sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Khi mà chúng ta có thể là bật chế độ pha code ở đây, có thể là thay đổi được cái độ sáng ở khu vực đi đường ngoài thành phố, ngoại ô nó tối thì anh em sẽ để mắc sáng là 72W. Còn khi đi vào thành phố thì anh em có thể là để nó ánh sáng nó thấp xuống, thấp nhất là 10W trên một chip LED. Thì có nghĩa là cái mạch code này chúng ta có thể đưa xuống 10W, và mạch pha chúng ta có thể đi xuống 10W, như thế nó sẽ không gây chói mắt người ngược chiều. Hoặc là khi anh em thích bật mắc ánh sáng lên thì chúng ta có thể là bật nháy nháy chế độ pha code như thế này, nó sẽ mắc được ánh sáng luôn. Và cái chế độ bảo hành này nó sẽ kích hoạt từ cái lúc mà bắt đầu cái đèn này sáng. Đó, rồi thì bây giờ là mình sẽ cho anh em xem cái chế độ của nó. Thì ở đây thì anh em sẽ có thể là lâu lâu thì anh em có thể là kích vào cái mục này, thì nó sẽ có firmware cho các bạn để cập nhật. Ví dụ là nhà sản xuất họ sẽ đưa ra những cái phần cải tiến mới để có thể là nâng hiệu suất cái phần chip LED này, thì chúng ta có thể là update dựa trên là OTG là gì, là chúng ta sẽ dùng Wi-Fi này, hoặc là chúng ta sẽ dùng mạng 3G, 4G vân vân. Đó, ở đây chúng ta có thể là kích hoạt cái chế độ là công tắc pha code. Đó, thì anh em có thể nhìn rõ công tắc pha code, thì chúng ta sẽ bấm OK. Ở đây nó sẽ lên sáng lên. Đó, thay đổi mật khẩu, nếu như anh em sợ người ta nghịch ngợm xe của các bạn có thể tăng độ sáng, giảm độ sáng nó kia vân vân, thì các bạn có thể là kích vào đây để thay đổi mật khẩu. Chỉ cần nhập mật khẩu 4 số hoặc 5 số, nói chung là tùy. Rồi, ở đây có phiên bản ngôn ngữ là tiếng Anh lẫn tiếng Việt, language hay là chọn ngôn ngữ đều là nó. Cái thông tin chung này, ở đây nó sẽ có cái mục rất là hay này. Ở đây các bạn có thể kiểm tra được cái dòng ở trên xe các bạn nhé. Hiệu điện thế ở trên bình xe của mình hiện giờ đang là 12,1 dòng điện là 0A, công suất là 0W. Đó, thì chúng ta có thể kiểm chứng được như thế này. Rồi thì bây giờ là chúng ta có thể là xem được cái số điện thoại ngày hết hạn. Cái này thì mình vừa mới kích hoạt ngày mùng 3 tháng 7 2020 và đến ngày mùng 3 tháng 7 2021 nó sẽ hết hạn. Đó, bảo hành cho 1 năm. Về cái phần bảo hành này, hỏng lỗi đổi luôn, không vấn đề gì. Và biển số xe của cái xe này nó lưu luôn ở đây, và đại lý đã đặt là Kim Motul. Đó, rồi thì chúng ta có thể là ngắt kết nối hoặc gì.
Rồi thì bây giờ là mình sẽ kiểm tra cái dòng điện cấp vào cái bộ mạch này xem là như thế nào nhé. Rồi chúng ta chỉ cần bật công tắc này lên. Đó, thì ở đây dòng điện nó sẽ báo là 0.9A, công suất là 10.80W. Đó. Và bây giờ là mình sẽ thay đổi cái độ sáng của cái mạch này. Đó. Thì anh em thì thấy là nó đã sáng. Rồi, hiện giờ nó đang báo là 40. Hơi khó nhìn đúng không ạ? 43.92W. Đó. Thì anh em có thể nhìn vào đây và cái dòng điện tiêu thụ hiện giờ nó đang là 3.6A. Điện áp đang là 12.2V. Đây là mình đã không nổ máy anh em nhé. Đó. Thì ở đây là chúng ta có thể biết được cái hiệu điện thế cũng như là độ ăn nguồn, độ ăn dòng của những cái bóng này nó sẽ là như thế nào. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tắt cái phần đèn này đi. Đó, thì anh em thì thấy là dòng điện tiêu thụ này, công suất nó đang về 0, dòng điện 0A. Đó, hiệu điện thế đang là 12.1V. Đó, cực kỳ là hay. Và anh em có thể là dựa vào đây có thể là biết được cái dòng nạp của cái xe này nó là như thế nào. Và bây giờ là mình sẽ nổ máy lên cho anh em coi. Đó, thì anh em thì thấy là khi mình nổ máy lên, cái bình ắc quy của mình đang báo là 13.7V. Đó, thì anh em thì thấy là cái bộ này nó có thể nắm bắt được cái hiệu điện thế ở trên cái xe này. Và bây giờ là mình sẽ thử bật xi nhan xem là nó sẽ là như thế nào. Đó, mình bật xi nhan thì nó sẽ tụt xuống như thế này. Ở đây còn cái hiệu điện thế cũng như là điện công suất, cái dòng ampe cũng như là công suất này nó chỉ báo cho cái phần mạch led của chúng ta ở đây thôi nhá. Đó. Anh em thì thấy là bây giờ là mình sẽ tắt chìa khóa đi này. Tắt ổ khóa đi. Đó, thì khi các bạn tắt ổ khóa đi thì cái bộ này của các bạn nó sẽ không nhận diện được nữa, bởi vì là nó sẽ không có nguồn điện để cấp cho cái phần mạch này nữa, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là mình sẽ phải bật lại cái điều khiển của mình đã. Rồi bây giờ là mình sẽ bật công tắc điện của mình lên. Đó, thì cái mạch này của các bạn nó sẽ được cấp điện rồi. Cái này nó sẽ sáng suốt ngày đêm nhé. Màu thì anh em có thể đổi màu. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần bật công tắc lên. Đó, như vậy là xong. Các bạn chỉ cần kích hoạt nó một lần thôi, chứ không phải là lần nào cũng phải kích hoạt nó. Và thay đổi độ sáng. Đó, anh em thì thấy độ sáng mắt của nó cực kỳ là sáng. Tối này, đó. Mình chỉ cần nhấp nhả cái phần công tắc phá cốt ở đây. Mắt sáng này. Đó, anh em thì thấy là mắt sáng. Cái vệt ánh sáng này nó lóe lên cực kỳ là cao to. Rồi bây giờ là mình sẽ cho tối đi đây. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Thì cái cách kết nối này cũng như là cách sử dụng cái app này thì anh em có thể là sử dụng được cho mọi đời xe nhé. Cái cách thức tải app cũng như là kích hoạt bảo hành thì nó sẽ áp dụng được cho mọi đời xe. Cứ là cái loại đèn LED mà giống con SH150 phiên bản 2017-2019 này là anh em sẽ kích hoạt sẽ là giống nhau. Đó, thì cái phần mạch này thì nó sẽ có thay đổi khác nhau tùy thuộc vào cái bộ pha. Ví dụ như xe của các bạn là Winner X này thì cái mạch nó sẽ khác. Và Winner V1 thì cái mạch nó sẽ khác. Hay là SH bản 2020 thì cái mạch này nó sẽ khác nhá. Chứ không phải là nó đều giống nhau như thế này đâu. Và cái phần chip này nó là chip của Cream. Còn cái phần mà chip theo xe trên cái xe này ấy, thì cái phần chip nó nhìn cực kỳ là chán. Ở clip trước thì mình đã so sánh cho anh em coi rồi. Rồi thì cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Cảm ơn, hẹn gặp lại.